Rồi, hello em, tôi sẽ chào tất cả mọi người. Rồi thì hôm nay tiếp tục em sẽ lên video cho mọi người xem về cái dòng máy Metabo. Thì đây là một bộ combo kit cho mọi người. Thì nó sẽ gồm có một cái máy khoan, máy bắn vít. Dòng máy khoan nào khoan có búa M18. Đây là cũng dòng bắn vít đời cao luôn, đời cao cấp nhé. Có điều tốc, có chỉnh tốc độ, có chỉnh cấp lực. Rồi kèm theo là có hai viên pin. Nó kèm theo hai viên pin 3A 18V. Và một cái đốc sạc và một cái túi xách, một cái vali, và vali như thế này. Em mình sẽ tháo hộp ra cho mọi người xem. Và giá đợt này của Metabo thì mình về được cũng được chục bộ, nhưng mà giá khá là tốt nha anh em. Những anh em nào mà đang và có nhu cầu mua những cái bộ máy mà để có thể là đi làm trong việc cuối năm, hoặc là sắm sắm cho đợt sắp tới đây. Công việc sắp tới đây thì anh em cứ tự tin sắm cái bộ này, đảm bảo với anh em là hàng hàng VIP, hàng xịn luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không, đóng trong một cái vali khá là đẹp luôn, khá là chắc chắn. Đây mình sẽ tháo cho anh em, hàng là còn nguyên siêu nhé. Bây giờ mình sẽ bóc siêu ra. Rồi, đây là sách hướng dẫn sử dụng nè. Thì con này á, tiền thân của nó là Hitachi, và tên của nó là Metabo. Metabo thì sau này nó được Hitachi mua lại. Đó, thì bây giờ Hitachi, Hikoki thì pin sạc vẫn sử dụng chung với cái con này nha mọi người. Đây, đây là thân máy bắn vít nè, à, thân máy khoan. Anh em thấy máy cực kỳ đẹp luôn. Cho anh em xem về cái model nó. Con này DV18 DBFL2. Đó, mọi người sẽ thấy thì nó có cái dòng chữ Hikoki nè, Tokyo Sabang. Đó, thân máy thì nó được sản xuất tại China. Đầu của nó là đầu kẹp 13 ly. Đầu kẹp Kiewit thì đầu này là đầu kẹp của Đức nha mọi người. Đó, nó là được sản xuất của Đức, Đức nó sản xuất. Những anh em nào mà đi làm công trình, anh em sắm bộ này mình đảm bảo anh em là khoan bắt vít bắn tôn thì khá là ok rồi. Con này anh em có thể sử dụng gia đình thì khá là tuyệt vời luôn. Có cái chức năng đây là khoan tường nè. Bên này thì nó có 22 cấp bắt vít, 22 cấp bắt vít. Máy sử dụng động cơ không chổi than nhé. Đó, kèm bên đây là viên pin 3A nè. Rồi, đây là cây khoan. Rồi, theo đây là cái bộ vít. Đây là bộ vít nha mọi người. Đây, dòng vít này là dòng vít kháng nước, chống nước, IP56. Bên này thì anh em thấy là có cái cấp chỉnh lực. Đây, cấp chỉnh lực này. Rồi, model của máy bóng vít này là VWH 18DPDDL2. Thì con này cũng là tiêu chuẩn ULOS luôn. Metabo. Con này là ba búa nha mọi người. Nguyên lý của nó thì những cái bóng vít thông thường thì nó chỉ có hai búa thôi. Còn bên này, con này thì nó là ba búa. Thì sẽ cho mọi người xem về cái ba búa và hai búa. Ở bên này nó có hướng dẫn, có hiển thị nè. Đây, vít bình thường thì nó chỉ có hai búa thôi, bên này là hai búa nè, nhưng mà con này tới ba búa. Thì ba búa thì lực đập của nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn và lực nó sẽ khỏe hơn. Con này lực của nó là 207 N, con băng vít, này là 207 N nha mọi người, 207 N. Nó khá là khỏe, khỏe hơn cả 887 nha, khỏe hơn cả 887. Nhưng mà hiện tại giá của bộ combo này khá là tốt. Hiện tại bộ combo full set như vậy là chỉ có 4 triệu 9 thôi. Anh em nào lấy, lấy thì mình sẽ hỗ trợ free ship cho anh em. Đó, chỉ có 4 triệu 9 một bộ combo, khá là rẻ luôn. Giá cuối năm đảm bảo với anh em là giá này cực kỳ tốt rồi. Rồi, còn cái sạc này là sạc dòng 3A 3,5.
để mình xem dòng ra của nó. Dòng này là 120V, dòng ra của nó là 3A. Thì sạc này mình có thể lên được điện 220 cho anh em luôn, free nha anh em, lên 220 luôn. Đó, thì anh em về cứ sạc bình thường thôi, cắm vào điện 220 chúng ta sạc bình thường. Rồi, thì em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi cái video này của em nhé. Nếu mà anh em nào quan tâm thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại 0703249910 hoặc số Zalo 0343256802. Rồi, em Tuấn sẽ chào tất cả mọi người.